Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe điện ADB. Mình là anh Đầu Bai. Ngày hôm nay mình với các bạn cùng nhau thảo luận dòng xe máy điện X-Men Sport do hãng GVC sản xuất. Mẫu X-Men Sport đã ra thị trường cách đây tầm 3 tháng, nó chính xác hơn là vào tháng 8 năm 2018. GVC đã chính thức trình làng dòng sản phẩm X-Men Sport 2 giảm sốc và nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khách hàng trên toàn quốc, đặc biệt là khách hàng học sinh và sinh viên. Cái điều mà tôi ấn tượng nhất trên X-Men 2 Sport chính là bộ tem hướng tới một cái sự trẻ trung dành cho lứa tuổi khách hàng học sinh, với cái thiết kế tem rất là nổi bật và mang cái chút hơi hướng hiện đại. Đó là cái điều mà tôi thích trên cái dòng X-Men Sport do hãng GVC sản xuất. Và cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói ở đây đó chính là hệ thống vành của hãng đã trang bị vành 12 trước và sau, giúp chiếc xe X-Men Sport được nâng cao cái hệ thống thông thoáng an toàn nhất. Chúng ta có thể di chuyển ở những cái đường gồ ghề và dắt lên vỉa hè mà không sợ bị chảy xước xe và bị chạm gầm. Mặt khác, cái phần mâm trước của X-Men Sport được trang bị khá là đẹp với 5 chấu nhìn rất là khỏe khoắn. Đó chính là toàn bộ là vành hợp kim nhôm. Ngoài ra là hãng cũng trang bị cho chúng ta hệ thống phanh đĩa giúp chúng ta di chuyển cũng rất là an toàn. Như hãng đã công bố thì X-Men 2 Sport được chạy với động cơ lên tới 1000W và sức chịu tải là 180 kg. Vận tốc mà tối đa X-Men 2 Sport đạt được là 50 km/h. Đấy, với những cái màu sắc rất là đa dạng và bắt mắt, X-Men 2 Sport đang chiếm lĩnh trên thị trường và được rất nhiều các bạn trẻ ở lứa tuổi học sinh lựa chọn làm cái phương tiện di chuyển từ nhà đến trường. Cái điểm ưu việt ở đây X-Men 2 Sport là hãng đã trang bị cho hệ thống khung và động cơ 2 giảm sóc giúp chiếc xe chịu tải rất là tốt và rất là khỏe khoắn. Hệ thống yên được làm vuốt từ dưới lên, tạo cảm giác cho người lái ngồi rất là thông thoáng và người đằng sau ngồi rất là cảm giác êm ái và thoải mái. Còn bạn thì sao? Sau khi xem video này thì bạn sẽ có những cái quyết định đúng đắn khi lựa chọn những chiếc xe máy điện phù hợp với cung đường di chuyển cũng như là cái cá tính của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn chọn được chiếc xe ưng ý.